Rồi. Xả tiếp theo một cái lô giảo Thủ Đức nữa với giá là 45.000 một cây. 45.000. Cũng là 10 cây đi đơn và bảo ship cho mình luôn. Ôi trời ơi cô chú ơi. 45.000 nha cô chú ha. Nói chung là rẻ chưa từng có luôn cô chú ơi. Đây nè, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Củ đế đẹp quá cái cô chú. Cái lô mai này là ưu tiên là cái bộ đế nha cả nhà. Rồi. Mình trồng đất là thích hợp luôn á. Đây cô chú nè. Rồi. Cái bộ đế đẹp quá cô chú ha. Ngân đi dảo một thẳng một đường đi nha. Rồi, đây nè cô chú. Rồi đó ha. Cái số lượng là mình dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ ngày hôm nay thì em có ghé vườn của chị Nhung cô chú anh chị ha. Dạ hiện tại thì cái địa chỉ vườn của chị Nhung là ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú. Dạ ngày hôm nay thì bên vườn của chị Nhung á sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình á mai chơi Tết nha cô chú nha. Rồi mai giống xả rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm về làm giống luôn nè, trồng đất luôn nha cô chú. Rồi. Dạ. Xin chào cả nhà, mình đã đến với kênh của Lê Thảo ha. Và trở lại vườn của em thì hôm nay em xin xả một số giống cho cả nhà mình trồng đất và chơi Tết nha. Rồi. Rồi, Ngân ơi. Cái giống đầu tiên ha cô chú ha, cái loại đầu tiên bên vườn của chị Nhung ngày hôm nay là cái hàng này. Hàng Đại Lộc ha. Dạ. Đại Lộc C6. Dạ. Có Nhung để giá là 5.000 một cây. 5.000 một cây. 250.000 là 50 cây. Rồi. Thà mình đi một đơn vậy cho dễ ha cả nhà ha. Rồi. Thì như vậy thì sẽ bao ship luôn. Dạ. Ha. Thì có hai giống nha cả nhà nha. Thì ở đây là có Thủ Đức nữa nha. Nè. Cái này là nó đã liền cốt rồi nha cả nhà. Đó. Bằng bự hơn tay cái của em luôn nha. Đó, đó cô chú anh chị tham khảo nha. Dạ, tham khảo. Đó có đây, đây vậy. Nó cũng có đế quái nha cả nhà chứ không có bí gắn lội gít lội so gì đơn á. Rồi. Dạ. Đây cô chú đây. Ha, lộn xộn như thế này đây. Đây. Đó. Vậy. Đẹp cô chú ha. Cái đó đẹp cho mình nè. Đây, đó. Đó. Có một số cây như vậy thôi chứ không phải là chứ không phải cây nào cũng như vậy nha cả nhà. Rồi ha, cô chú chị tham khảo nè. Nói chung cái lô này cô chú đế rất là đẹp nè. Nhưng mà nhà vườn là cần dọn vườn cô chú nên thanh lý cho cô chú anh chị mình cái giá trời ơi rẻ như cho luôn nha cô chú thật sự. Chỉ có 5.000 thôi nha cả nhà. Cái này là nuôi tầm khoảng chừng 2 mùa nó mới được liền cốt về cô chú. Dạ. Giá quá yêu thương cô chú nha. Giờ em nhắc lại nè, có hai giống Thủ Đức ha. Và Đại Lộc. Đại Lộc. 5.000 một cây cô chú, 50 cây bao ship cô chú anh chị mình luôn. Đó. 5.000 một cây, 50 cây bao ship, 250.000 được 50 cây nha cả nhà. Trời ơi quá ok luôn cô chú ơi. Dạ. Cái này về cô chú thúc phân như giùm em nha ha. Có thể mình về mình lặt lá xong rồi mình thúc phân vô như cô chú mình trồng lại là ok luôn. Hoặc là cô chú mình muốn chơi Tết á mình lựa cái cây nào mà có nụ nè cô chú này nó có nụ ha. Rồi cô chú mình để vô cái bàn nhỏ xíu mình chơi Tết cũng được nha. Vào cái chậu gọn gọn nè, chơi Tết được luôn. Đế quái quái gì vậy quái cả quái nhà? Không luôn. Đế quái không à. Trời ơi nó rẻ. Rẻ nha cô chú ha. Nói chung là số lượng có rất là ít luôn, tầm khoảng chừng 250 cây. Đúng rồi. Nó phải tầm 200 cây luôn ha. Rồi cô chú anh chị mình nhanh tay nha, chỉ có 4 đơn thôi cô chú anh chị đúng mình rồi. Ha. Dạ dạ tiếp theo nha. Dạ rồi. Tới cái loại tiếp theo nè. Rồi. Tiếp theo là cái dảo Thủ Đức nha cả nhà. Dảo Thủ Đức luôn. Đây. Đó. Đây cô chú nha, dảo Thủ Đức giùm em nè cả nhà. Dảo Thủ Đức như thế này, vô thùng C6 ha. C6 luôn nè. Cái đây. Này em để giá là 25.000 một cây, 10 cây đi đơn và bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, 25.000 cây cái loại này cô chú nha. 10 đi đơn và bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Và bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Rồi ha. Đây, cái đế cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Thì cái hàng này là nó liền cốt ha. Liền cốt. Chiều cao trung bình của nó tầm 30 ăn lên đi nha. 30 đi ha. Đó, 30 dạ. Đi. Tính 30 ha. Đây cô chú. Cái đế quái quái gì không nha cả nhà, chứ không có quấn bí gắn gì nha. Dạ nhưng mà củ đế đẹp cô chú ha. Rồi, cái nó tầm khoảng chừng 5 ngón tay của cô chú anh chị mình nha. Cỡ đó cô chú ha. Rồi, cái này là 25.000 cây nha. 25.000 cây nha cả nhà. 10 gửi hàng bao ship luôn là giống dảo Thủ Đức của chú anh chị ha. Rồi. Cô anh chị mình ơi, cái loại 25.000 số lượng rất ít luôn cô chú nha. Tầm khoảng chừng 500 cây giúp em cả nhà ơi. Nói chung là cây rất là đẹp cho mình luôn nha cô chú ơi. Chỉ có 25k thôi ha. Cô chú anh tham khảo giùm em cái lô này nhanh nha. Rồi, số lượng ít luôn hả cô chú ha. Đây, xả hàng nè, tận gốc cho mình luôn nha. Rồi, bên vườn của chị Nhung sẽ giao lưu với mình một cái lô mai khác cô chú ha. Rồi. Ở đây em đi, em quay lại đây nè, camera cho nó sáng nha. Đây. Ok. Đây đây là cũng là dảo Thủ Đức nha cả nhà. Rồi. Ha. Đây là vô thùng C7. Rồi. Giá 35.000 một cây. Ha. 35.000 một cây. C7 nha cô chú nha. Rồi, mình sắp hàng giùm em luôn nha chị Nhung. Đó, cô chú anh chị tham khảo nha. Đây, củ đế đẹp.
10 cây đi đơn và bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Ok, 10 cây đi đơn và bao ship luôn cô chú ơi. Cái này là thích hợp mình trồng đất ngon nha cả nhà. Đúng rồi, củ đấy đẹp quá chừng nè. Đây cô chú, hàng liền cốt 100% luôn nha. Có nút nụ luôn cho mình ha. Rồi ví dụ mình lấy cho em vài cây nữa nha chị. Rồi, bóc luôn đi. Đó. Bóc ngẫu nhiên cô chú nha. Bóc ngẫu nhiên luôn nha cả nhà. Đó. 35.000 cây cô chú ơi, 10 cây gửi hàng và bao ship luôn, giống giảo Thủ Đức giùm em nha cả nhà. Hàng liền cốt 100% luôn, củ đấy đẹp cho mình ha. Nói chung hôm nay là xả tới luôn cô chú ơi. Đó. Xuất sắc luôn cả nhà. Củ đấy nở liền cốt hết hàng cả nhà. Rồi, hàng rất là đẹp cho mình luôn ha. Rồi nói chung là chỉ cần mặt bằng nha cô chú ơi, nên bán giá. Mặt bằng này nên bán giá này nha cả nhà. Rồi ha cô chú ha. Rồi cái loại này là 35.000 giúp 35 em nha. Rồi. Dạ. Ngoài ra còn loại nào nữa nè chị? Đây, mình đi qua lô này đi. Dạ rồi. Nói chung là hàng chất lượng lắm nha cô chú ơi, hàng đẹp cho mình luôn ha, củ đế ok cho mình nè. Rồi. Xả tiếp theo một cái lô giảo Thủ Đức nữa với giá là 45.000 một cây. 45.000. Là cũng là 10 cây đi đơn và bao ship cho mình luôn. Ôi trời ơi cô chú ơi. 45.000 nha cô chú ha. Nói chung là trẻ chưa từng có luôn cô chú ơi. Đây nè, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Củ đế đẹp quá cái cô chú. Cái lô mai này là ưu tiên là cái bộ đế nha cả nhà. Rồi. À, mình trồng đất là thích hợp luôn á. Đây cô chú nè. Ôi, cái bộ đế đẹp quá cô chú ha. Ngân đi dảo một thẳng một đường đi nha. Trời, đây nè cô chú. Rồi đó ha. Cái số lượng là mình có nhiều không chị? À, chắc chừng 200 cây vàng Ngân ơi. Đây số lượng cũng rất ít luôn. Chị cầm chậu này giùm em ơi. Đây cô chú. Trời đất ơi, 40. Cái bộ đế nó nở rồi nha cả nhà. Này cái củ nè. Ừ. Đây ha, là nó liền cốt hết luôn. Này bằng những chân cái nè. Ừ, cỡ như cái. Đó cô chú, đẹp quá chừng cô chú ơi. 45.000 giùm em luôn, 10 gửi hàng và bao ship. Trong đây là có Đại Lộc nữa nha cả nhà. Có Đại Lộc luôn ha. Có Đại Lộc luôn. Lộn xộn nha cô chú lộn ơi. Lộn nha cả nhà. Thủ Đức và Đại Lộc ha. Đây là cây Đại Lộc nè. Đó. Đây cô chú, Đại Lộc luôn nè. 45k luôn cô chú. Trời ơi cái đế nè. Nói chung là ồ chủ yếu là cái dàn đế thiệt cô chú. Chủ yếu là dàn đế nha. Quá trời luôn. Rồi, tiếp bóc tiếp luôn nha chị. Ham quá nè, cái lô này ham quá nè. Đó. Đây. Đó. Đây cô chú. Cũng có một cây trọi, một số cây trọi nha cả nhà chứ không phải đều hết nha. Đó, cô chú nha. Tham khảo giùm em nha. Bóc một cây lùn đi. Rồi, bóc cây lùn đi. Cây lùn đi. Đây, cây lùn nè. Tàn xè thôi. Đó. Đây. Đây củ đế đẹp của chú nha. Rồi cái chiều cao trung bình của nó thì lấy tầm khoảng chừng 35 đến 50. 35 đến 50 đi. Lộn xộn thấy có những cây nó bự quá chừng nè. Nè. Bóc cho cả nhà coi cây nữa nè. Đó. 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 Đây, củ đế đẹp cho mình chậu 2 luôn nha. Chậu 2 luôn. Dạ cái hoành thân của nó tầm khoảng chừng 6 cm ăn lên nha cô chú. Nói chung là hoành thân nó bự lắm. Đó cô chú nha, tầm 200 cây giúp em nè cả nhà. Cái đó lên nè. Đây 45.000 của chị Nhung luôn cô chú nha. Quá rẻ luôn cô chú ơi. Đây ha. Cái này là xả lấy vốn luôn nha cô chú ơi. Cái chú chăm cỡ này. Cái này có nụ cho cả nhà chơi Tết luôn nha cả nhà. Đó. Cô chú mình tham khảo em là có nụ nha. Rồi. Bạn này nữa đi. Bạn này là Thủ Đức luôn phải không? Đó, Thủ Đức luôn đó. Nè, có nụ nè. Đế nở luôn nè. Đế nở đẹp luôn, 45k. Có lộn xộn, có lớn có nhỏ nha cô chú ha. Nhỏ nha cả nhà. Đó. Chú tham khảo giùm em nha. Rồi 10 cây và gửi hàng và bao ship luôn cô chú. Bao ship luôn nha cả nhà. Đó, nói chung là cô chú mình cứ tham khảo giùm em nha. Rồi cô chú có thể kết bạn với chị Nhung á. Qua số điện thoại là 0358199335 nha cả nhà. Dạ rồi. Bên vườn cũng còn một số giống cô chú mình cần sưu tầm thì alo chị Nhung giùm em nha. Dạ. Rồi ha, rồi bóc thêm cây nữa nè. Đây, đó, bóc thêm cây nữa đi. Cây nữa nè. Đó. Đây luôn đó nè. Bóc tới tấp luôn nè. Đó cô chú. Cái vàng đế là bao nha. Ừ. Nặng quá từng nghiệp bạn. Đây cô chú ha. Đó. Quá trời ok cho mình luôn nha cô chú ha. Rồi, em sẽ đi qua cái mặt hàng tiếp theo của chú nha. Cô chú anh chị ơi, thì em đã qua cái mặt hàng tiếp theo bên vườn của chị Nhung nha cô chú ha. Rồi, bên vườn của chị Nhung đang thanh lý cô chú. Cái hàng này là một hàng số mai bạch mai và một số mai cúc nha cả nhà. Rồi. Đây là bạch mỹ ha, bạch mỹ. Hoàng đế. Đây là cũng là bạch mỹ luôn. Đây là tân tân nha. Đó, rồi. Đây là tân tân. Củ đế nè cô chú nè. Đây là có cúc độc xanh nữa nè. Đó. Rồi, lộn xộn nha. Độc xanh lộn xộn nha cả nhà. Đây, như thế này cô chú ha. Đó. Đây là bạch mỹ nè. Đó, nè bạch ngân quay cho cả nhà coi cái cũng có nụ rồi nha. Bạch mai mỹ phải không? Tuy nó nhỏ nhưng mà nó đã có nụ nha cả nhà. Đây là bạch mai mỹ. Rồi ha. Đó. Nè, coi đế nè. Đó. Đó cô chú ha. Cái này là để bàn là dễ cưng lắm nha cả nhà. Đó, có nụ cho mình có luôn. Có nụ cho mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi cái này là cũng bạch mai mỹ luôn nè cô chú ha. Cũng bạch mai mỹ à. Có bạch ngọc nữ nữa nè. Đây. Bạch đó, đây nữ. Là có bạch ngọc nữ nha. Cái bạch ngọc nữ này là 8 tới 12 cánh mà cái bông nó màu kem kem nha cả nhà. Rồi. Đó. Cái hàng này là em xả cho cả nhà luôn là 20.000 một cây nha cả nhà. Đó, 20.000 một cây. 20.000 một cây.
10 cây gửi hàng và bao ship luôn chị ha. 10 cây gửi hàng và bao ship luôn ha. Dạ. Rồi. Quá yêu thương luôn nha cả quá nhà. Quá yêu thương cô chú ơi. Dạ. Nó chứ tiền ship nó cũng tầm khoảng 5-60 rồi cô chú. 5-60 rồi cả nhà. Cũng tội nghiệp nhà vườn lắm cô chú. Của nhà vườn đó nha cả nhà. Đó. Đó. Không phải cái nào cũng có cái cây cao cao nè, dáng tàn thông như vậy nha cả cái nhà. Cái lộn xộn nè. Đó. Đây là ngọc nữ. Ồ cái đế đẹp nè chị. Cái này đế đẹp quá chị ha. Rồi. Đó. Cái cây này cái gì có nụ nè. Cái cây này vậy coi cái gì đó có nụ đẹp bạch quá mỹ. À bạch mỹ phải không? Ừ. Nụ đẹp phải ghê không? Ừ. Quá trời cái dàn nụ này chị. Đây cô chú nè, bạch mỹ. Phê chưa? Đó, nhìn cái nút nụ nữa ha. Ừ. Cái này bông màu trắng đẹp cô chú ha, kem kem hả chị hả? Màu kem kem. Đó. Đó. Còn này tân tân thì như vậy nha cả nhà. Bạch mai tân tân. Đậu ổ cái cây này nụ như vậy. Đây cô chú nè. Đang lên nụ cho mình luôn nha, bạch mai tân tân ha, hoa 8 tới 18 cánh luôn. Đó. Có đây cái này là dây dảo bạch kim nè. À, bạch đây, kim luôn đó, nè. Đây dảo bạch kim là bông vàng nha cả nhà. Bông vàng cũ để đẹp luôn ha. Nhiều cô chú nó lộn á, nhiều lộn cái em hỏi là phải dảo bạch kim bông trắng không? Còn cái em nó không phải. Bông vàng cô chú. Bạch kim là bông vàng nha cả nhà. Dạ. Rồi đây thì có một cây tân tân nữa nè. Đây tân tân, cây bụi chẻ luôn ha. Ừ. 20 luôn. 20.000 thôi, chỉ có 20.000 nha cả nhà. Lộn xộn nha cô chú ơi. Lộn xộn nha cả nhà. Giống như là ai mua cái đơn mà 20 cây đi rồi bả tặng cây này nè. Bà tặng cây này bỏ vô trong đó nha. Rồi ok luôn nha cả nhà. Rồi ha. Đây cô chú ha. Có một cây tân tân đó là bự nhất á cô chú. Tân tân là bự nhất nha cả nhà. Dạ mình mua dùm 40 cây đi rồi chị tặng cô chú mình cây đó nha. Chứ giờ không biết chia làm sao nè cho nó đều ha. Giờ ai mua 40 cây thì chị tặng nè. Số lượng không có nhiều nha cả nhà. Rồi ha. Tới cái này phải không chị? Rồi giờ tới cái này đi. À bạch kim ha. Cái này là cũng là dảo bạch kim luôn nha. Đó, dảo bạch kim bông vàng. Đây cô chú đó, ha. Đây là cô chú đây. Để lấy bóc vài cây nữa cho cô chú mình xem. Rồi. Đế em đi vô đây nè, quay camera sáng ngay cho chị. Dễ. Đó cô chú, nhìn giùm em nha. Cây ok lắm luôn cô chú. Này bự hơn ngón chân cái mình luôn á hả? Ủa quá trời. Đây cái đế này cô chú. Nè, mình thay giùm mấy cái đế nè. Đó, bự thiệt. Đây nè. Quá trời bự nha cô chú nè. Cái này góc bứng luôn hả chị, phải không? Góc bứng á. Góc bứng mà liền cốt là tầm khoảng chắc 5-10% thấy ngân ha. À, đúng rồi, em thấy nó bự nè. Rồi, cô chú ơi, cái hàng này rất là đẹp cho mình luôn đây nè. Giá 60.000 nha cả nhà. Chỉ có 60k một cây thôi. 3 cây gửi hàng và 5 cây bao ship. 3 gửi 5 bao. 3 cây gửi hàng và 5 cây bao ship nha cả nhà. Thùm lum luôn không thấy bả đâu luôn nha cô chú. Nói chung là cái hàng bên nhà vườn của mình cô chú ơi, nó già mùa liền cốt cho mình luôn và cây rất là ok luôn. Ví dụ như 5 cây nè, sắp ra 5 cây. Đây nè cả nhà. cái cục giờ không biết là cái gì cái bí hà lò xo hay là cái gì nè, tại nó vì nó chín rồi nó nở lại với nhau nha cả nhà. Đó cô chú mình tham khảo giùm em nè. Đó cây này là vỏ bạch kim nha, 60k một cây cô chú. 60k một cây đẹp quá chừng nha. Đây cô chú nè, đây nữa nè ha, bí đẹp luôn này, bí này chắc bí nè, này bí nè, đúng rồi. Thấy vậy là biết bí nè. Một số cái đây đó, quá trời ok cô chú nha. Đó 60.000 cây nha cô chú, 10 cây tặng 1 luôn nha. 10 cây tặng 1 luôn nha cả nhà. 10 tặng 1 luôn cô chú. Giả bạch kim nha. Giả bạch kim bông vàng. Dạ nói chung là cái hàng giả bạch kim này hổm ngày em đi quay cô chú nha, không có cái thô nào để đẹp như vậy nha cô chú ha, đều hết trơn luôn nè. Cái này không chơi hoa thì chơi lá nha cả nhà. Nó. Nó có y như bạch mai chị thấy giống bạch mai nè. Lá đẹp quá chừng nè. Cô chú ơi tham khảo giùm em nha. Ủa cái cây này. Quá tí luôn. Trời ơi chỉ có 60.000 cây thôi. 60.000 một cây nha cả nhà. Cái lô này còn có vài chục cây à cô chú. Đây ha. Đây, vài chục cây. Chắc là 50 cây à. Ừ đúng rồi. Thấy ít nè. Rồi cô chú nhanh tay giùm em nha, 10 tặng 1 luôn cô chú nha. 10 tặng 1 nha cả nhà. Rồi. Tiếp theo nha cả nhà. Đây là lô mai siêu nụ. Ha, siêu nụ này đã 3 mùa rồi nha cả nhà. Đây, cái đế nè. Cái đế cô chú. Em để giá yêu thương cho cả nhà mình luôn là 125.000 một cây. 2 cây em đi đơn và 4 cây em bao phí vận chuyển nha cả nhà. 500.000 được 4 cây nha cả nhà. Chơi Tết thoải mái luôn. Đây cô chú. Này bà lên này rồi không biết sao bán luôn nè. Em quấn dán lông nha, từ ở dưới gốc lên tới trên ngọn luôn nha cả nhà. Rồi. Bả lên là giá cái quá trời yêu thương cô chú ơi. 125.000 một cây nha cả nhà. Quá trời luôn. Dạ bình thường cái cây như thế này cô chú cũng tầm 200.000 một cây ha. Và bao ship ha thì cái này là có 125.000 quá rẻ luôn. Vô chậu 2 tấc 2 nha cả nhà. 2 tấc 2 luôn cô chú ha. Rồi. Đây. Bóc thêm một cây nữa nha cả nhà. Rồi bóc thêm cây nữa đi chị. Okay, đợi đi. Đợi đi. Đây cô chú ha. Rồi thêm một cây nữa. Rồi lập cái nụ lên cho em coi luôn nha. Đó, ủ cái cây. Xuất sắc luôn cả nhà. Rồi, 125.000 cây luôn. Đây. Siêu nụ cô chú ơi, nụ nè ha. Quá trời nụ luôn nha. Đây. Rồi nè. Nụ nè. Đó, quá trời luôn ha, nó chỉa lên luôn. Rồi lật ngược cái cây lên luôn rồi được không? Dạ được. Đó, vậy đi. Cho dễ nè. Đó cô chú. Đó. Chịu tới mức luôn á. Đây ha cô chú à, nhìn giùm em nè. Quá trời luôn. 125.000 cây cô chú ha, cây xanh tốt cho mình. 250 em đi đơn.
4 cây máy bao phí vận chuyển nha cả nhà. 500.000 là được 4 cây á. 500.000 4 cây bao ship nha cô chú. Dạ. Vô một cái thùng là bự chản luôn. Quá ok cho mình luôn cô chú ơi. Rồi cái số lượng mình có nhiều không chị? Số lượng chắc chừng khoảng 100 cây à. 100 cây ha. Rồi ok nè. Cô chú ơi, nếu mà mình có nhu cầu mình lại vườn mình mua với số lượng nhiều quá thì chị Nhung còn bớt giá xuống cho mình nữa cô chú ha. Cho mình luôn. Dạ. Đặng mình có mua đi bán lại thì dễ cô chú ha. Đây cô chú nha, 125.000 cây. Chậu 2 tấc 2 luôn nha. Quá ok cho mình luôn cô chú. Và cái nút nụ của nó bung lên là cô chú ha, nhìn thấy mê luôn nha. Rồi, ngoài ra thì chị Nhung còn một lô cúc thọ hương nữa cô chú nha. Cô chú ơi, thì hồi nãy mình vừa qua một cái lô siêu nụ á, thì em cũng báo lại thông số của lô siêu nụ nha cô chú nha. Dạ, cái hoành gốc của nó tầm khoảng chừng 6cm cô chú nha, 6-7 ha. Chiều cao của nó tầm khoảng chừng 45-50 và tàn ngang của nó tầm khoảng chừng 30-35cm cô chú nha. Rồi, kế tiếp thọ hương. Đây cô chú. Thọ hương này đã liền cốt 100% luôn rồi nghe cả nhà. Củ đấy đẹp luôn. Đây là 2 mùa rưỡi. Dạ, 2 mùa rưỡi. 2 mùa rưỡi, lô thọ hương này cao chứ tầm khoảng 60 thế ngân. Dạ rồi. 60 ngang 45 đi. Rồi vậy đi. Cái hoành của nó là tự cỡ 6 nha chị ha. Giá của em để là 120.000 một cây. Rồi. 3 cây em đi đơn và bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Dạ. Rồi, đây cô chú ha. Đây cô chú mình tham khảo giùm em nha cả nhà ơi. Đó, thọ hương nha, củ đấy đẹp cho mình nha. Rồi em lật cái bên dưới lên cô chú mình xem ha. Đó. Cô chú nụ ha, nụ chi chít cho mình luôn nha. Thọ hương già mùa thì cô chú mình cứ an tâm về vấn đề nút nụ của chú ha. Rất là ok luôn. Rồi em nhờ chị bóc thêm một hai cây nữa đi. Cái này đi chị. Nè. Đó, tới luôn đi. Đó cô chú anh chị tham khảo nha. Hoàn toàn là củ đấy đẹp cho mình luôn nha. Và hàng đã liền cốt luôn cô chú ha. 360 3 cây bao ship. Rồi 360 3 cây bao ship giá yêu thương luôn cô chú nha. Rồi. Hết mình với cả nhà luôn đó. Hết mình luôn. Thêm một cây nữa. Đây. Đây cô chú nha. Đó. Quá ok cho mình luôn cô chú ha. Rồi chiều cao thì nó tầm khoảng chừng 50cm ăn lên nha cô chú nha. Em thấy nó có chiều cao nè. Rồi một số cây thì nó rất cao luôn á cô chú, giống như cây này nè. Đây nè, chị lấy cây này giùm nè. Cây này là rất cao luôn ha. Cây này cao chắc khoảng 60-70 gì luôn á cô chú ha. Nhưng mà cái lô này thì củ để đẹp cho mình ha. Và nút nụ bao cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Rồi, ba cây như thế này cô chú là 360.000 bên vườn sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Ba gửi hàng và bao ship luôn cô chú ha. Rồi, ai có nhu cầu mua thì mình liên hệ bên vườn của chị Nhung giúp em nha cô chú ơi. Cây rất là đẹp cho mình luôn nè. Em thấy cái lô này giá nó hợp lý cho cô chú anh chị mình sưu tầm á. Nói chung là thọ hương mê lắm cô chú ha. Tết một cái là nó bung rồi. Bông là nhìn ghiền luôn. 5-6 ngày nó mới tàn cô chú ha. Đây. Có lớn có nhỏ cô chú ha. Có những cây thì nó cũng lùn ha. Cái tàn nó cũng gọn gọn vậy nè cô chú nha. Nhưng mà cái tàn nó đều ha. Còn những cây nó có chiều cao. Rồi mình thích cái nào thì mình alo chị Nhung giùm em nha. Chị Nhung sẽ lựa cây ok cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi cái này số lượng thì chỉ có tầm khoảng chừng 300 không chị? Cỡ 300 cây rồi đó. Dạ cỡ 300 cây ha. Rồi cô chú mình có nhu cầu mua đi bán lại thì alo chị Nhung giùm em luôn nha cô chú ha. Rồi cây rất là ok cho mình luôn. Đối với cái lô thọ hương này cô chú nút nụ đầy đủ nè, củ đế nở và có nụ nhiều ha. Ok về nụ nè. Chủ yếu là nụ ha, củ đế nè. Ok hết cho mình nè. Đế là quấn rễ hết cô chú nha. Đó. Rồi ha, cô chú khéo tay thì mình về mình sửa thêm cái tàn nữa là đẹp ha. Cái này thì vườn không có vô dây nha, để thả tàn tự nhiên cô chú ha. Cái này về lấy bo được nhiều lắm luôn á. Cô chú mình có nhu cầu mua về lấy bo cũng rất là ok luôn ha. Rồi hôm nay thì bên vườn của Nhung giao lưu một số giống á cô chú ha. Mình thích cái nào thì mình alo chị Nhung giùm em nha. Rồi, cuối clip chào khán giả nha chị. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ ủng hộ em nha cả nhà. Cô chủ dễ thương quá nha cô chú ơi. Dạ thì hôm nay em sẽ kết thúc cái video của mình tại đây nha. Dạ em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong video tiếp theo ạ. Mong là cô chú anh chị sẽ ủng hộ hết cái vườn hoa của chị Nhung nha cô chú ha.